Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ ghép lên cấu hình cho các bác một bộ dàn cấu hình rất là hay. Bộ dàn này thì đơn giản thôi các bác nhé. Một đôi loa JBL6015, đôi loa China loại 1 này các bác. Được đóng và sản xuất tại China. Loại 1 các bác nhé. Còn một cấu hình thiết bị dàn karaoke thì gồm có một cục đẩy CA9 Class H. Một chiếc vang số hàng chính hãng DB Acoustic S510 Flute. Con này có 7.1 các bác nhé. Và made in Chipad, con này hàng chính hãng của DB Acoustic. Các bác có thể check bảo hành điện tử ngay trên này. Đấy, rất đơn giản được. Cái này thì rất nhiều anh em giới thiệu rồi, cái này em không phải giới thiệu nữa. Con vang này có tiếng echo reverb rất hay và khả năng của nó sử dụng rất là mạnh mẽ. Chiếc mic Shure UGX1225 em đang sử dụng chiếc mic này để hát karaoke. Chiếc mic này mới có tại Thắng Cao Audio, giá rất mềm mại, chỉ với 2.500.000 đồng. Tiếng ca rất là thanh thoát. Và một bộ cấu hình như này thì mời các bác đeo tai nghe, cùng đeo tai nghe. Một đôi JBL6015, một cục đẩy CA9, một mic Shure UGX1225, một chiếc vang DB510 Flute. Mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận chất âm các bác nhé. Em sẽ cho cái máy quay nó cho các bác nhìn bộ dàn nó tốt nhất. Các bác nên đeo tai nghe. Alo. 1 2. Các bác nên đeo tai nghe thì cảm nhận được nó sẽ ok nhất các bác nhé. Alo 1 2 5 6. Em đang sử dụng chiếc mic của chúng ta UX1225. Chiếc mic này thì không lèo lẹt một chút nào thôi nhé, không lèo lẹt, một màu đen rất là đẹp. Hôm nay ngày chủ nhật vườn táo mộ, em đến thăm anh, đường quang trong nắng đổ xa xôi, mà em đâu có ngại khi tình yêu vun vút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai ra đơn vị, đường chân ai nỗi mộng thôi từ đây biết xa sao. Nếu chúng mình ước hẹn ngày táo nổ, xa quá anh ơi, thời gian xin lắng đọng đợi chờ, để đôi tim ước hẹn đem tình thương tô thắm môi môi hồng. Đây một phong thư say trao đến người để quên đi những đêm quan trường, sau cô đơn hiu quạnh vùi đầu bên chén trà thì đau thương em. Các bác cũng đã thấy là cái tiếng rất là hay rồi. Tiếng karaoke của em thì rất là hay, tiếng echo cộng reverb. Với một bộ cấu hình như này thì nó cũng không thật sự là đắt tiền đâu, và cũng không có gì là khó chỉnh cả. Với cái con S510 này thì tất cả em tặng các bác điều khiển đâu nhá, các bác có thể điều khiển được. Đây em đang cho nhỏ music xuống, các bác có thể ngồi từ xa, các bác có thể điều khiển được. Đấy, điều khiển tất cả được. Các bác có thể ngồi từ xa để cho to nhỏ tất cả tiện dụng. Trên con UGX12 này thì tiếng nó cực kỳ hay rồi. Và tần số thì các bác có thể để nào 6 số hoặc là 3 số được, rất là đơn giản. Thì trên con cục đẩy CA9 thì nó là Class H. Các bác khi bật các bác để cho mức 12 giờ, và chúng ta điều khiển trên cái điều khiển này thôi. Trên vang thì nó cũng rất dễ sử dụng thôi, không có gì khó sử dụng cả.
Đấy, với một bộ cấu hình như này thì vừa dễ sử dụng, hợp với gia đình và nghe rất là hay các bác nhé, kể cả nghe nhạc. Em đang để nhạc cho các bác nghe, rất là thanh thoát, chát rách rất là tách bạch, bass rất là sâu. Đấy, với một cục đẩy CA9 Class H. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại bên dưới các bác nhé, hoặc là truy cập trang web Thắng Cao Audio để xem những giá sản phẩm bên em cung cấp. Rồi, xin mến chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau.